gặp em trong một cái chương trình talk show cách đây 3-4 năm. Em đã rất là chín chắn rồi. Không biết ai nghĩ cho này sao chứ thật sự thì trong lòng của Trinh đó, từ cái ngày mà Trinh mới là một cô gái tác nghiệp ở trong những cái trường trung học làm nội dung cho báo á, trong những cái show diễn concert mà có nhóm 365. Dạ vâng. Thì Johnny đã rất là chín chắn rồi. Sau đó vài năm sau thì mình ở vị trí là một biên tập viên để mà mình dẫn chương trình talk show, một cái chương trình đêm muộn luôn. Thì Johnny trả lời về gia đình, về mẹ, về những cái mối quan hệ cũng làm Trinh cảm thấy rất là tâm phục khẩu phục. Và thương cái anh chàng này, anh thiệt thà, anh thật lòng lắm. Có làm sao nói vậy người ơi, không có màu mè. Bây giờ vẫn vậy, cái cảm xúc về Johnny chưa bao giờ thay đổi. Mặc dù là trên báo sẽ có những cái scandal, sẽ có những cái bài báo, những cái luồng thông tin khác nhau, nhưng Trinh nghĩ nó không có khác quả đúng. Nó chỉ là một phần trong một cái câu chuyện, trong một cái tình huống rất là khó khăn nào đó. Và nó làm cho Johnny rất là buồn, đúng không? Bởi vì người ta không thể thấy hết được tất cả của mình. Cho nên là em ít khi nào em đọc báo. Em không đọc báo và không. Em bỏ lơ nó luôn. Kiểu là em, bởi vì khi nào ví dụ như là Facebook, thường lên Facebook mình sẽ thấy rất là nhiều trang báo này nọ, thì em có nói với Ngân là anh không lướt Facebook nữa, là em giấu luôn cái Facebook luôn. Và chỉ khi nào mà chị quản lý kêu anh kêu em là dùng nó để làm việc thì em bắt đầu dùng thôi, còn ngoài ra là em không lướt luôn. Có chốt quảng cáo nè, phải tương tác với fan, phải chia sẻ dự án của đồng nghiệp, chia sẻ dự án của mình, boost trailer cho những cái MV mới thì mình phải làm. Đó là một phần con người của công chúng, nhưng mà một phần con người cá nhân và con người bí mật thì mình lại không muốn xuất hiện trên social media. Đôi khi mình phải đối diện một điều gì đó mặc dù nó rất là đáng sợ ha. Ví dụ như cái thứ đằng sau lưng các bạn, không phải tinh dầu, mà ở dưới chút xíu nữa nó có một cái hộp. Ủa xin lỗi bên này. Trời, em tưởng kêu lấy bộ cờ để đánh cờ chứ. Chị quên mất, thật đáng sợ với chị thôi chứ không đáng sợ với mọi người đúng không? Đánh cờ với chết cờ. Đó. Ủa em biết cờ hả? Dạ. Thì bữa nào vậy chị biết chấm cờ vua đi. Em chỉ biết cờ tướng thôi. Cờ vua gì đó. Em nhắn tin cho cô giáo gọi. Ủa vậy à? Tiếng Anh. À, vậy là phải học tiếng Anh. Tức là đang muốn trau dồi thêm. Muốn trau dồi thêm. Dạ. Chị Trinh là một chuyên gia đó. Không có, không có. Cách đây mấy ngày em thấy chị chia sẻ bên câu lạc bộ tiếng Anh mà. À, dễ cái đó lắm. Là múa rượu qua mắt thở thôi. Cái này mới múa thiệt nè. Trong cái hộp này mình để đâu vậy chị? Các bạn thấy là ở trong phim Nhật hay có mấy cái nhà kho. Dạ. Trong cái nhà kho hay có cái rương. Trong cái rương hay có gì? Ma. Trong cái rương thì có mấy bộ đồ trắng hay ghê quá. Làm như phim The Ring ý. Giỡn thôi, trong cái rương này có những món đồ cũ. Đúng rồi. Thường là mọi người xem phim á, ký ức của mọi người thấy lúc mà một người gia chủ mở cái rương cũ ở trong một cái gác xếp ra thì nó thường có cái gì trong đó? Có những album hình nè. Ừ. Có những món đồ nhật ký về hình ảnh gia đình, những món đồ kỷ niệm của những thành viên khác trong gia đình. Ừ. Và đôi khi nó là một cái kỷ niệm buồn từ những người đã không còn ở trong nhà đó nữa. Dạ. Em nghĩ là mở là có linh hồn trong đó. Cũng có thể. Đối với em thì bất cứ đồ vật nào cũng có linh hồn nếu như nó đã từng thuộc về một ai đó. Dạ. Đôi khi chị coi mấy cái phim Mỹ và cả phim Nhật hay là phim liên quan tới tâm linh ý, là rút kinh nghiệm vô nhà người ta là không có mở mấy cái, đừng có cái đi xuống hầm, đừng có lục. Trừ khi gia chủ cho mở, nè mở đi. Gia chủ cho mở cũng không dám mở được. Gia chủ cho mở. Mở gánh nghiệp dùm. Hồi cái nó nhảy. Ma nó theo đón gia chủ. Nhiều khi cái nó nhảy vô mặt mình á. Ừ. Cha cha. Nó có gì đâu chứ. Đấy vậy? Là những cuốn nhật ký. Dạ. Yeah. Bây giờ mình mở ra xem nó cái nào thuộc của người nào thì mình trả lại người đó. Vậy hả? Vậy hả chị? Vậy mình mở hết hả chị? Mở ra hết hả? Xem coi, mình mở hết nhưng mà từng cái thôi. Nếu mà của người nào thì mình đưa lại cho người đó. Vì đôi khi ký ức này nó không có quen thuộc với Ngân mà nó quen thuộc với Johnny. Cái này của Johnny. Vậy hả? Đóng hộp lại. Dạ. Rồi. Đây, cái này của Johnny. Đứng giữa luôn. Ký ức trẻ trung của Johnny đây. Thấy chị nhấn chị trung em đau lòng quá. Đây là một cái gọi là kỷ niệm rất là đẹp. Theo em nghĩ là vậy, mà bây giờ thì em những nghĩ là đây là những người mà những người bạn luôn đồng hành trong cái giai đoạn mà giúp cho mình gọi là trau dồi kỹ năng sống nè, trau dồi về cuộc sống nè, và giúp cho mình có thêm được nhiều cái gọi là sao ta? Về động lực, về đam mê về âm nhạc nhiều hơn. Yeah.
Rồi mới đầu nghe tả y như là cô giáo dục công dân vậy đó. Kỹ năng sống khác kiểu. Ừ. Thiệt mà, cái giai đoạn này tụi em kỹ năng sống gì lắm á. Có nghĩa là thường là nhóm họp làm sao? Hồi trước khi mà em chưa vô 365 em là một người rất lười. Ừ. Cực kỳ lười luôn. Và em không bao giờ bước ra đường. Và mẹ em phải bắt em là giờ ra đường đi. Ừ. Đi ra đường chứ mẹ không được ở nhà. Em lúc nào em cũng ở nhà. Không lau nhà, không rửa chén. Không, nói chung là không nấu cơm luôn. Em là một người dịnh ăn rất giỏi. Vậy là không phải là tả cho nên những công tử mà nhớ bị liệt vậy đó. Không làm gì thì cơ. Khi mà vô với lại nhóm thì em bắt đầu là quét nhà, lau nhà, dọn tủ. Rồi Isaac với lại Jun là hai người là chúa nấu ăn xong mà bài rất nhiều. Vậy thì... hả? Đấy, giống đây. Bài rất nhiều và em, ST và Will là những người gọi là dọn dẹp. Cực khổ nhất luôn, có nghĩa là nhiều đến nỗi mà mình rửa mà tới trưa vẫn chưa xong luôn á. Múc đừng ăn nữa để cho mấy bạn. Bữa vậy giận đâu ăn đâu. Giận không ăn sáng luôn. Nghe yeah. Ba đứa giận không ăn sáng. Bây giờ ai tự nấu đi. Đó. Thì phải nói là rất là vui trong cái nhóm này, phải nói là bạn kiểu là ai cũng điên rồi ai cũng quậy mà ai cũng rất là hài. Và đặc biệt là em rất là thích chọc Isaac. Sao vậy? Mỗi lần chọc Isaac bực lên hài lắm. Bực lên sao? Là cái mặt anh chầm dầm hay là kiểu anh... đè ra hung quá chị. Yeah. Là đè ra hung giống cái clip bữa. Yeah. Nói chung là chọc Isaac kiểu vui lắm kìa. Mỗi lần hồi xưa nha, lúc mà Isaac còn chưa có gọi là còn hơi lai lai giọng ở Cần Thơ á. Yeah. Mỗi lần mà mình chọc mà ông tức nó nói bước là thằng to. Mà mình chọc ổng là ổng điên lắm, ổng dí mình từ trên từng đầu tới xuống. Chọc gì mà ảnh điên dữ vậy? Thì chọc gì? Nói rõ chút đi. Tụt quần ảnh hay gì? Tụt quần. Cái này là còn nhẹ, chửi người ta nhẹ, đúng không? Nghĩa là trước khi ảnh kịp chạy ra cầu thang ảnh rượt cho Nì là ảnh phải mặc cái quần vô cái nè. Là mình kịp chạy rồi đúng không? Thì đó. Nói chung là vui rất là vui. À. Mà ảnh Isaac cũng là một người mà khuyên nhủ cho Nì rất là nhiều. Tại trên này trong nhóm thì cũng rất là tự kỷ với lại ít nói nữa. Cho nên là người nói chuyện với trên này nhiều nhất là Isaac. Vậy mà hồi xưa thấy trên này lên trên sân khấu á, mặt nó đậm lạnh lùng, cứ tưởng cái style. Ừ. Tức là ai, chị Vân chỉ xây dựng cái gu của mỗi người phải vậy đó. Cái gu anh này là mặt thấy nó chảnh chảnh vậy đó. Thì ra là tự kỷ là có thật, đúng không? Tự kỷ từ lúc nhỏ rồi. Từ còn nhỏ còn... Mà sao mình tách biệt và mình đã là ngôi sao lớn thời đó mà. Sao mình không thích nói chuyện nhiều với mọi người? Không biết nói gì á. Ừ. Trên này không biết là giao tiếp như thế nào với mọi người. Nhiều khi nói... Bây giờ đỡ chứ hồi xưa mà nói chuyện... Mà nói chuyện người ta không dám nhìn vô mắt người ta. Cứ... Nhìn lạng, xuống. Lạng, lạng, cái này là... Nhìn xéo xuống hả? Nhìn đây hả? Không, nhìn chỗ khác á chứ không có nhìn. Rồi, thì đưa mắt nhìn xuống nhìn chỗ khác. Đúng rồi. Nhìn chỗ khác chứ không dám là nhìn trực tiếp. Sợ hả? Hơi sợ. Sợ ta ở giữa nè, ở giữa có nghĩa là trung tâm của nhóm á nha. Hồi xưa là Isaac vẫn là trưởng nhóm đúng không? Isaac là trưởng nhóm. Vậy sao bạn kiếm giữa? Kiếm giữa tại vì... Không rồi, cứ lôi những cái điều mà đau buồn nhất. Tại vì lột nhất nhóm. Ủa vậy hả? Giữa. Mà đã vậy còn phải cúi xuống nữa. Dễ thương. Không mà thời đó cách đây 10 năm vậy mà để style cũng rất là đẹp nha. Giờ chắc cũng không có khác gì lắm. Dễ thương, dễ hay sợ như. Một con người không có già đi một tí nào cả. Dạ. Có nhiều nếp nhăn hơn. Một nhăn cái nào? Đình đám một thời, thật ra bây giờ tách ra mỗi người họ đều thành công đấy chứ. Vâng. Vậy mà áp ôm không nhiều người nói hay tại vì cái sự tách ra của Johnny làm mà 365 cũng có nhiều cái biến cố. Biến cố đâu, thấy mấy mọi người còn kiểu là thành công hơn nè, giỏi hơn nữa. Và dạ. họ xây dựng được cái hình ảnh riêng cho mình nữa. Dạ. Cái thời mà Johnny tách ra đó như vậy, Castella thời đấy có giận Johnny không? Cái đó thì kiểu là nhiều khi mình cũng không có hiểu được hết. Tại bởi vì 5 người đều có một cái lượng fan riêng. Stella sẽ giống như là 5 người sẽ có fan, Will cũng sẽ có một lượng fan riêng của mình. Johnny cũng có vậy á. 5 người đều có một lượng fan riêng nhất định. Thì khi mà tách ra thì kiểu là họ không có nói gì về mình. Nhiều khi họ cũng thông cảm, đồng cảm họ. Nhiều khi họ cũng nghĩ là còn khuyên mình là cố lên nữa. Yeah. Cho nên nghĩ là cố lên có nghĩa là nó ra không chị? Họ vẫn không có trách mình. Họ tôn trọng cái con đường của mình.